Trà thanh nhiệt đốc nội thanh, thanh nhiệt bên trong, tươi tắn bên ngoài. Anh vẽ đôi môi anh cười làm khách. Đạo ra. Khách, hai ba. Khách. Đúng rồi. Khách vẽ đôi 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 đôi. Nha, tự cứu lấy bản thân mình đi. Em hiểu không? Em sẽ chọn chị Hương Trà. Horas Hương Trà. Rồi từ đó cứ nhớ nhung anh hoài, tự hỏi rằng như thế có quá nhanh, hay chưa kịp hay tên của anh, chưa kịp nhớ đến chiếc áo màu xanh hôm ấy. Cách vẽ đôi môi anh cười làm em quên hết bao điều trên đời. Bỗng dưng anh đi qua làm tim của em xa rời. Có lúc anh không tin đâu, tình người sẽ đánh như trong ngôn tình. Như người ơi em là sai, anh là ai, anh từ đâu đến đây mà làm em chưa bao giờ như bây giờ. Muốn có anh chỉ mỗi anh thôi. Chưa bao giờ như bây giờ, trong em tình yêu đẹp như một ý thơ. Muốn nắm đôi bàn tay, muốn kéo anh lại đây bên em. Điện tử tiki.vn hân hạnh đồng hành cùng chương trình dự án số 1. Cách hát của em khá là cũ và em chưa cập nhật được những trend âm nhạc mới bây giờ, và em luôn luôn chọn cho mình những gì quen thuộc và an toàn, nên cảm giác cho người nghe sẽ bị nhàm chán. Em biết tại sao phần thi của em hôm nay không thành công như mong đợi không? Thưa chị, là em bị tâm lý ạ. Tâm lý của em chưa vững ạ. Bởi vì em chưa bao giờ tin vào bản thân mình. Em là một cô gái có vẻ ngoài rất mạnh mẽ, nhưng mà lúc nào bên trong tâm lý của em cũng đấu tranh với nỗi sợ này, nỗi sợ kia. Thì chị muốn nói là lần trước khi mà tập với cả Tràm thì Nhật Lê đã làm câu yeah, yeah. Chưa bao giờ, đúng không? Tại sao đã như vậy là không làm? Em còn e sợ điều gì nữa ở vòng này rồi? Đây là vòng vật lộn mà em còn e sợ điều gì? Em e sợ Orat hay là em e sợ bản thân mình sẽ không làm được? Nếu như em còn e sợ bản thân mình không làm được thì em đừng đến đây nữa. Và em đã thật sự là làm phí đi bao nhiêu lượt chúng tôi đưa em đến đây để vào vòng này. Lê, em có biết em là người có giọng hát rất tốt, nhưng bản năng của em lại rất là kém. Và nếu như bản năng của chúng ta không tốt bằng những người khác thì chúng ta phải nghe nhạc và cập nhật nhiều hơn, gấp hàng trăm hàng ngàn lần những người khác, nếu như chúng ta đã quyết định đến đây và debut để trở thành một ngôi sao. Lần trước gặp em ở phòng tập, em có nhớ là chị nói với em câu gì không? Con đường chinh phục The Debut không dễ dàng tí nào. Phải tập luyện với điều kiện cực kỳ nóng và khắc nghiệt. Những bữa ăn cay nóng vội vã. Phải thức khuya dậy sớm chờ tới lượt để bay lên sân khấu. Nhưng mà khi lên sân khấu thì phải tươi tắn, vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Nhờ The Debut mình nhận ra rằng Dr. Thanh có thể giúp mình tươi tắn và rạng rỡ. Cái ánh sáng ở trên soi chúng em không cần đâu. Em sáng lắm rồi. Có Dr. Thanh tươi tắn là view bất chấp nóng trong người. Trà thanh nhiệt Dr. Thanh, thanh nhiệt bên trong, tươi tắn bên ngoài. Em nhớ là nếu em không thay đổi thì chị sẽ là người loại em. Chính xác là như thế. Chị đã nói với tất cả các bạn ở trong phòng tập là đôi khi cuộc sống của các bạn đều rất là hoàn hảo, mọi thứ đều rất là êm đềm. Nên nếu cuộc sống không tạo cho các em những áp lực thì đến đây các em phải tự đặt áp lực lên mình. Và tự đặt áp lực lên mình ở trong vòng vật lộn này, các em mới biết được mình là ai.
chị đã kỳ vọng nhiều hơn ở vòng này. Trong kết thúc phần bình luận của mình, cảm ơn Oras Hương Tràm. Em chỉ thấy tiếc là tiếc cho bản thân mình. Tại sao không chuẩn bị tinh thần để tốt hơn? Ý là mọi người nghĩ là em không dám làm như thế, nhưng mà em có tập như thế, nhưng mà lên sân khấu thì đầu em không. Anh muốn vậy? Quên à. Anh muốn vậy? Trong đầu em cũng không có gì luôn. Còn lên sân khấu người ta thấy mình hát như thế, người ta thấy thế rồi. Còn mình tập như nào người ta đâu biết. Trời ơi, nằm nghe suốt.